và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia, tiến độ thực hiện các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển. Tại phiên chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết những kinh nghiệm từ các gói hỗ trợ của quốc tế, quan điểm về mục tiêu, phạm vi, đối tượng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Giải trình về các nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đối với thế giới thì họ đã có chính sách, quyết sách rất là nhanh đối với đại dịch COVID-19 với hai đặc điểm lớn, có những gói hỗ trợ quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ, bất chấp kỷ luật kỷ cương về tài chính, cùng với đó chấp nhận tăng trần nợ công cũng như nợ chính phủ và bộ chi ngân sách, thống nhất quyết định rất nhanh, thực hiện rất dễ. Do đó, các nước sau khi tiêm phủ vaccine nhanh cùng với kế hoạch phục hồi kinh tế, với các gói hỗ trợ, các nước này đều có tốc độ tăng trưởng và phục hồi kinh tế nhanh. Về quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia nước ngoài, cũng như tình hình thực tiễn Việt Nam, qua kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số quan điểm cơ bản. Thứ nhất là phải có một quy mô đủ lớn. Thứ hai là thời gian thực hiện phải phù hợp. Phải bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Và thứ ba là phải có các cái hỗ trợ cho cả về phía cung và phía cầu của nền kinh tế. Rồi là thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, rồi kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính công 5 năm, rồi kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế của chúng ta đang thực hiện, thì phải thực hiện gắn kết lồng ghép vào các cái chương trình này. Thứ năm là phải tập trung vào các chính sách tác động ngay, kịp thời để hỗ trợ và phối hợp đồng thời để có cái tính đến vấn đề dài hạn như là xuất khẩu, tiêu dùng nội địa. Tức là cho cả cái ngắn hạn là thực hiện được ngay, nhưng mà phải chú ý đến những vấn đề tác động cho cả vấn đề dài hạn. Thưa Bộ trưởng, một số đại biểu chất vấn về vấn đề giải ngân đầu tư công, vốn ODA còn thấp, vấn đề bộ chi ngân sách. Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết giải ngân đầu tư công là một vấn đề được rất nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đã được nêu tại các kỳ họp của Quốc hội nhiệm kỳ trước. Nhưng vấn đề này chưa được giải quyết triệt để và tỷ lệ giải ngân vẫn rất thấp, đặc biệt năm nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thứ nhất là do cái công tác chuẩn bị dự án của chúng ta rất kém. Chất lượng không cao, chủ yếu là hình thức, mang tính hình thức nhiều, rồi là qua loa sau khi mà được chấp thuận chủ trương, được ghi, chúng ta bắt đầu mới thực hiện một cách thực tế, và lúc đó thì chúng ta lại mất thời gian làm lại và điều chỉnh lại rất nhiều lần, mất rất nhiều thời gian. Đấy là cái chất lượng. Thứ hai là về cái giải phóng mặt bằng, thì đây cũng là câu chuyện muôn thuở mà chúng ta chưa thể giải quyết ngay được nếu các cái quy định về của luật đất đai chúng ta không giải quyết triệt để thì cái công tác giải phóng mặt bằng của chúng ta cũng không giải quyết được. Nó vẫn cứ bị vướng mắc về nguồn gốc đất đai, rồi giá đền bù, rồi là tranh chấp, rồi khiếu kiện, rồi ý thức người dân, rồi vân vân. Rất nhiều vấn đề mà đang ảnh hưởng, làm chậm cái tiến độ. Rồi các cái công tác đấu thầu, vân vân, rồi là không được bố trí các cái vốn đối ứng chung. Tôi xin được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trả lời về việc chậm phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, tình hình phê duyệt giải ngân nguồn vốn giúp đồng bằng sông Cửu Long chống biến đổi khí hậu, giải pháp tháo gỡ vấn đề giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, về tình trạng người nước ngoài núp bóng mua và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.